Xin chào các bạn. Thì trước đó thì mình đã có thực hiện một cái video là cái cách làm cái chuồng nuôi dế bằng bọc bioga tiết kiệm chi phí rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện tiếp một cái cách là lập chuồng nuôi dế bằng hồ xi măng kiên cố. Đó. Thì nó về kích thước, kích cỡ thì nó cũng như là bọc bioga thôi. Nhưng cái này thì mình làm thì nó kiên cố. Cái bọc bioga thì mình làm thì tiết kiệm chi phí, thì một thời gian nhất định nào đó thì mình khi mà nó đã cũ rồi á, mình làm được thu hoạch được vài vụ á thì mình sẽ thay bạt đó. Còn bình thường thì mình còn mới thì mình sẽ vệ sinh, thì chỗ nào thủng thì mình lấy băng keo mình dán lại rồi mình sử dụng tiếp đó. Còn thằng cái mô hình mà nuôi cái dế bằng cái chuồng xi măng kiên cố này thì là mình xài xài mãi mãi đó, mình chỉ bỏ vốn một lần một thôi và mình xài mãi mãi đó. Đây là các bạn là đang theo dõi đó, mình đang quay từ xa đó, là những cái hồ nuôi dế đó, chiều cao phải không, cái chiều cao cũng như bọc bioga thôi, chiều cao là 70, chiều dài 2 mét, chiều ngang là 80 đó, nó cũng như bọc bioga thôi đó. Rồi thì các bạn sẽ cũng là trên các trang mạng rồi trên YouTube thì các bạn cũng thấy nhiều cái mô hình là nuôi dế bằng cái hồ xây rồi. Nhưng mà còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ các bạn là cách làm chi tiết đó, để cho những cái người mới biết nuôi người ta có cơ sở đó, người ta sẽ làm theo nó dễ dàng hơn đó. Thì cũng theo mình cũng là thực hiện video này là cũng theo cái nhiều cái người khách là đi yêu cầu thì cũng từ lâu rồi, nhưng mà mình cũng chưa có thời gian. Thì ngày hôm nay thì cũng có nhín chút thời gian là mình đã mới vừa làm xong thêm được vài cái mớ hồ xây nữa, thì mình cũng sẵn đây mình làm video chia sẻ cho các bạn luôn đó. Đây sẽ mình quay để mà chi tiết cho các bạn xem đó. Như mình đã nói trước đó là cái chiều cao đó là 70 phân, chiều ngang là 80, hồ này chiều dài mình làm 2 mét đó, từ cái mặt đáy lên là lên trên là chiều cao 70, và xung quanh là mình dán gạch men để cho dế nó đừng có bò lên đó. Còn ở dưới này đó là mình đánh một lớp hầu dầu nha các bạn, hầu dầu bóng đó. Nói chung nó không cần cũng được chứ không cần thiết là phải cần, nhưng mà mình làm như vậy thì mai mốt mình khi mà thu hoạch dế xong á là mình rửa đưa nước vô mình rửa mình vệ sinh thì nó sẽ dễ hơn đó, mình dễ vệ sinh hơn đó. Đây các bạn nhìn thấy cái ống này không? Chắc thì đó, nhìn thì các bạn cũng biết là cái tác dụng của cái ống này là để làm gì rồi. Tại mình nó rửa thì phải có nước rồi. Đúng không? Mà có nước thì phải có cái ống xả nước. Đây là cái ống xả nước. Bình thường thì khi mà mình nuôi dế thì mình sẽ cái ống để nguyên vậy thì con dế nó sẽ không có ra được. Khi nào mình thu hoạch dế xong mình rửa vệ sinh thì mình sẽ rút cái ống này lên. Đây. Mình sẽ rút ống này lên đó, rút cái ống này lên thì mình rửa thì nước nước này sẽ chảy xuống cái lỗ này đó. Rồi xong mình vệ sinh xong sạch sẽ thì mình sẽ đưa cái ống này vô cắm vô lại, rồi tiếp tục mình nuôi cái vụ mới đó, nó chỉ vậy thôi đó. Nó chỉ khác với cái hồ bằng bọc là nó chỉ khác chỗ đó thôi. Còn về thước kích thước, thước đất thì giống nhau hết. Đó. Mà hồ xây thì mình xài được lâu bền, kiên cố. Đầu tư một lần xài mãi mãi. Đó. Thì ở đây thì mình cái trại của mình là mình nuôi là nó đa dạng cái mô hình. Nuôi bằng bọc bioga cũng có. Nuôi bằng hồ xi măng kiên cố cũng có. Rồi xô thùng. Rồi là hồ này nọ các thứ nó đều nhiều cái loại để mà nuôi. Và nhiều cái giống dế. Và đó thì những cái video sau thì mình sẽ thực hiện cái video là để làm cái nuôi dế trong cái mô hình khác nữa cho các bạn có cái để mà tham khảo. Thì ngày hôm nay cái video là chia sẻ cái kinh nghiệm làm hồ xi măng của mình này, tới đây thì cũng đã các bạn chắc cũng hiểu hết rồi đó. Mọi nhu cầu thắc mắc gì hoặc là nhu cầu về con giống thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0974
872503 0984 604 998 Trại Dế Thanh Sang. Địa chỉ là ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, Lộc Ninh, Bình Phước. Các bạn thấy video này hữu ích và hay thì các bạn vui lòng bấm like và đăng ký kênh ủng hộ để cho mình có thể chia sẻ nhiều cái video hữu ích hơn cho các bạn nữa. Thì xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.